Thị trường xe hơi trong nước phát triển mạnh mẽ, tập đoàn Minh Việt đã đầu tư và phát triển hệ thống Kaon, hệ thống dịch vụ ô tô tiêu chuẩn 5S tại các thành phố lớn. Ngày 9 tháng 3 tại số 455 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Minh Việt Group tưng bừng khai trương thêm một showroom Kaon, hệ thống dịch vụ ô tô tiêu chuẩn 5S. Trước khi thực hiện nhân rộng mô hình chuỗi gara và cung cấp tới khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngành ô tô, chúng tôi trở thành địa chỉ sửa chữa, chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tin cậy của nhiều tổ chức, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, các hãng bảo hiểm, khách hàng cá nhân lựa chọn tin tưởng. Tại đây, khách hàng có thể yên tâm về sản phẩm và dịch vụ của Kaon. Với thời gian giao xe nhanh, cam kết đúng giờ, phụ tùng chính hãng, chất lượng phục vụ như hãng, dễ tiếp cận, hơn nữa, giá rất tốt khoảng 60% của hãng. Thì tôi thấy cái thời gian mà làm việc cũng như là giải quyết cùng với Kaon, tôi thấy thứ nhất là dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt. Vấn đề thứ hai là giá dịch vụ rất cạnh tranh, cái thời gian giao nhận rất là chính xác, theo đúng như cái lịch hẹn. Trên địa bàn thủ đô, Kaon là một trong những đơn vị đi đầu mũi nhọn về vấn đề công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với chúng tôi. Kaon, hệ thống sửa chữa, chăm sóc ô tô đạt chuẩn 5S mang đến niềm tin và chất lượng ở mọi lúc, mọi nơi cho người tiêu dùng và sứ mệnh xây dựng hệ thống sửa chữa, chăm sóc xe hơi toàn diện nhất Việt Nam.